Ngoại Ngontro, Pháp Tịnh Khẩu. Mục đích chính của việc tu ngoại Ngontro là để phát được tâm xả ly. Sáng nay, Thầy đã nói về dòng truyền thừa Longchen Nhiên Thiết, sơ lược lịch sử về các vị tổ sư của dòng truyền thừa, về những đặc điểm, giá trị, phẩm tánh của pháp tu và dòng truyền thừa. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần nghi quỹ. Nghi quỹ Ngontro được chia làm hai phần, bao gồm ngoại Ngontro và nội Ngontro. Những đề tài của ngoại Ngontro có thể tìm thấy nó ở trong bất kỳ cuốn kinh nào của Phật giáo. Đặc biệt, phần ngoại Ngontro bao gồm trọn trong giáo lý Tứ Diệu Đế do Đức Phật tuyên thuyết trong lần chuyển pháp luân đầu tiên. Trên thực tế, tu ngoại Ngontro là tu Tứ Diệu Đế. Trong Tứ Đế đó thì hai chân lý đầu tiên là phần nhấn mạnh của ngoại Ngontro. Chúng ta phải hiểu sâu sắc ý nghĩa của phần ngoại Ngontro và tầm quan trọng của nó. Nếu không thì không thể thành tựu việc tu nói chung và không thành công trong việc hành trì phần này nói riêng. Vậy thì mục đích của phần ngoại Ngontro là gì? Ý nghĩa trọng yếu của phần tu ngoại Ngontro là để ta hiểu được, nhận ra được bản chất của luân hồi, bản chất của cuộc sống này đây. Khi nhận rõ được bản chất thật của luân hồi, thì ta sẽ phát được tâm xả ly. Khi đó, ta sẽ không còn bị dính mắc vào nơi trần cảnh, không còn bị mê đắm trong luân hồi nữa. Chỉ một khi đã phát được tâm xả ly thì mới có thể tu tập tiếp các phần sau. Vậy thì mục đích chính của việc tu ngoại Ngontro là để phát được tâm xả ly, chán bỏ luân hồi. Pháp tịnh khẩu mục đích là để tịnh hóa nghiệp chướng về khẩu. Bây giờ chúng ta sang phần thứ nhất, pháp tịnh khẩu. Pháp tịnh khẩu mục đích là để tịnh hóa nghiệp chướng về khẩu. Dòng đầu tiên, Om A Hum. Ba chữ này tượng trưng cho tam thân Phật, bao gồm pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Chủng tự Om tượng trưng cho pháp thân, chủng tự A tượng trưng cho báo thân và chủng tự Hum tượng trưng cho hóa thân. Khi quán tưởng ba chủng tự Om, A, Hum, ta gieo hoạt giống trong dòng tâm thức của mình để thành tựu tam thân Phật. Và như vậy cũng tức là ta đang tịnh hóa khẩu nghiệp. Ngoài ra còn có một nghĩa khác, ba chủng tự Om, A, Hum tượng trưng cho tam kim cương, bao gồm thân kim cương, khẩu kim cương và ý kim cương của Phật. Chủng tự Om tượng trưng cho thân kim cương, chủng tự A tượng trưng cho khẩu kim cương và chủng tự Hum tượng trưng cho ý kim cương, tức trí huệ của Phật. Dòng kế tiếp, lửa phát ra từ chủng tự Ram đốt tan lưỡi hành giả. Hãy quán tưởng chủng tự Ram. Chủng tự Ram trong sách là chữ Tây Tạng, nhưng âm Ram là âm tiếng Phạn. Khi tụng dòng này, hãy quán tưởng chủng tự Ram ở trên lưỡi của mình. Ram là biểu tượng của lửa. Vì vậy, ta quán tưởng chủng tự này biến thành ngọn lửa thiêu tan mọi khẩu chướng, khẩu nghiệp và khẩu của ta được hoàn thanh tịnh hóa. Khi quán tưởng một vị bổn tôn thì có rất nhiều chi tiết và thật sự rất khó để ghi nhớ tất cả, nên chúng ta phải cố gắng để càng ngày các chi tiết đó càng được hiển lộ rõ ràng. Một trong những cách để giúp quán tưởng tốt là đầu tiên ta phải bám vào những nét, những chi tiết căn bản, phải cố gắng ghi nhớ. Chẳng hạn như trong phần này thì ba chủng tự Om, A, Hum hay chủng tự Ram phải cố gắng ghi nhớ, không được bỏ qua. Lúc đầu sẽ rất khó khăn, nhưng dần dần ta sẽ phát triển khả năng tập trung chú ý và tăng được định lực. Hãy quán tưởng ở giữa lưỡi chủng tự Ram, rồi nó biến thành một ngọn lửa rất nhỏ.
Mặc dù nó nhỏ như vậy, nhưng rất sắc nét, rất rõ ràng. Ngọn lửa này sẽ đốt đi tất cả những bất thiện nghiệp về khẩu. Nhờ đó mà cái lưỡi của chúng ta biến thành ánh sáng đỏ, trong suốt. Dòng tiếp theo, rồi biến thành chày kim cang ba chấu bằng ánh sáng đỏ. Ta quán tưởng chày kim cang ba chấu, chất liệu của nó là ánh sáng đỏ, trong suốt. Xung quanh chủng tử ram ở giữa tâm chày có các vòng tròn nguyên âm, phụ âm và kiết tường tâm chú. Quán tưởng như vậy cũng rất khó, bởi vì phải tưởng tượng ba vòng tròn. Khi chưa thấy thì mình tin tưởng cũng được rồi. Tin tưởng rằng ở nơi đó có ba vòng tròn minh chú như vậy. Tiếp theo, ta quán tưởng từ những chủng tự ở mỗi chuỗi minh chú đều phóng chiếu ra vô lượng ánh sáng cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát. Về nguyên tắc, ta có thể cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán, tất cả mười phương pháp giới những gì. Ở đây, khi mình quán tưởng ánh sáng phóng ra từ những chủng tử như vậy, thì đồng thời cũng có thể cúng dường những vật phẩm quán tưởng cao quý khác như nước, hoa, đèn bơ, vân vân. Tóm lại là tất cả những gì tốt đẹp, cao quý mà ta muốn cúng dường lên chư Phật, chư Bồ Tát. Chính nhờ hành động cúng dường thông qua pháp quán tưởng đó mà ta tạo được công đức. Nhờ công đức này ta nhận được lực gia trì, gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát. Rồi năng lực các ngài ban cho ta thì hiện trong hình tướng của ánh sáng dội ngược trở lại. Tại sao chúng ta phải tịnh hóa khẩu? Trong cuộc sống, ta có thể nói những lời gây ra khẩu nghiệp. Ví dụ như nói dối, nói những điều không thành thật, nói sai sự thật, hoặc dùng lời nói để lừa người khác. Tất cả những lời nói đó tạo thành khẩu nghiệp. Sau này, mặc dù ta nói với người khác những lời đúng đắn, chân thật, nhưng do khẩu nghiệp kia nên người ta không tin. Trong khi đó, có những người mà khi họ nói ra, lời nói của họ có oai lực và khiến cho người khác nghe họ, tin họ. Tất cả là do nghiệp về khẩu. Vì vậy, nếu ta muốn cho lời nói của mình có sức mạnh, thì mình phải tịnh hóa khẩu nghiệp. Khi đó, khẩu của ta sẽ có oai lực, có sức mạnh, khiến người khác tin và nghe theo. Phần tịnh khẩu hóa bằng cách tụng ba minh chú này rất quan trọng. Nếu hằng ngày vừa tụng vừa quán tưởng như vậy, thì dần dần ta sẽ phát triển mạnh năng lực của khẩu, để có thể thuyết phục được người khác tin vào lời nói của mình. Áp dụng vào việc tu tập nhờ tịnh hóa khẩu như vậy, mà năng lực của khẩu sẽ khiến cho ta khi trì chú ở phần tiếp theo của pháp tu, năng lực minh chú cũng sẽ tăng lên gấp bội. Vậy pháp này là để chuẩn bị cho những pháp sau. Đức Bổn Sư. Nếu không có Bổn Sư thì chúng ta không thể tu hành đúng đường hướng. Chúng ta chuyển sang trang số 15, ngoại ngôn trô. Mục đích của phần ngoại ngôn trô là gì? Khi tu phần này là phải chuyển được tâm. Tại sao phải luyện tâm? Đó là vì thông thường khi chúng ta không có tu thì tâm mình còn rất hoang dại. Nó chạy lăng quăng khắp nơi, chỗ nào cũng có mặt, nhưng lại không có mặt ở nơi nào hết. Là vì nó không trụ vào một mục đích rõ ràng chân chính nào cả. Nếu ta tu tốt phần ngoại ngôn trô thì tâm ta sẽ được thuần hóa dần dần, để cuối cùng nó sẽ trụ được vào trong mục đích chân chính là thực hành chánh pháp. Thông thường tâm của chúng ta luôn loạn động, luôn bị lôi kéo bởi vọng tưởng. Khi tâm về đúng vị trí rồi thì tự nó sẽ rất trong sáng, an hòa, đơn sơ và thiện lành. Và chỉ khi đó, ta mới có đủ sáng suốt để biết được tâm mình nó đang muốn cái gì và nó không muốn cái gì. Phải luôn biết được tâm của mình. Tu là điều phục được tâm, là hiểu được đúng bản thân và bắt đầu tỉnh giác về những cái gì hay và không hay đang xảy ra trong tâm mình. Mở đầu của pháp tu tiên yếu, ta thỉnh cầu tới Đức Bổn Sư ba lần. Tại sao?
đó là vì trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, bổn sư đóng vai trò trung tâm. Nếu không có bổn sư thì chúng ta không thể tu hành đúng đường hướng, vì thế không thể thành chánh quả. Vì vậy mà guru là trung tâm, là tối quan trọng trong cuộc đời của một hành giả. Đức Tsongkhapa có dạy rằng cội nguồn của tất cả những phẩm tánh tốt đẹp trong tâm một hành giả chính là đức bổn sư. Chân thành đặt hết niềm tin, lòng khát ngưỡng của mình vào một vị thầy, đi theo Ngài và gắn kết trọn vẹn với Ngài. Đó là điều quan trọng nhất mà một hành giả kim cương thừa phải làm cho được. Bất cứ một ai bước chân trên con đường kim cương thừa đều phải biết đó là điều kiện tiên quyết, điều kiện tối quan trọng giúp ta có được chút thành tựu nào đó. Một hành giả trước khi có kết nối tâm linh chính thức với một vị bổn sư nào đó đều phải có một khoảng thời gian để khảo sát vị thầy, để tìm xem vị thầy đó có thực sự có được những phẩm tánh mà một guru cần phải có hay không. Các vị đạo sư dòng Gautama trong quá khứ đã nêu một tấm gương sáng trong việc khảo sát một vị thầy. Các ngài đã bỏ nhiều năm trời để khảo sát vị thầy của mình. Khi chúng ta đã thấy rằng vị thầy của mình thực sự có những phẩm tánh cần thiết, thì lúc đó cần phải phát triển tâm chí thành chí tín với bổn sư. Chúng ta phải đặt trọn cuộc đời mình nơi guru, quy y ngài và cúng dường toàn bộ thân khẩu ý của mình trọn vẹn cho ngài. Bất kỳ lời nói nào, ý chỉ nào của ngài, ta cũng phải nỗ lực làm theo và tin tưởng. Chỉ khi đó thì chúng ta mới có được điều kiện quan trọng nhất để thành tựu trên con đường tu. Trong truyền thống Kim Cương Thừa có một đòi hỏi rất quan trọng, đó là người hành giả phải nhìn thấy vị guru của mình như một vị Phật. Đức Mappa đã dạy tổ Milarepa rằng: "Nếu con chỉ nhìn thấy ta như một ông sư, như một người bình thường, thì kết quả con có được chỉ là nước lã mà thôi." Chúng ta nên tìm hiểu kỹ những vấn đề trong mối quan hệ giữa đạo sư và đệ tử. Chúng ta phải tìm hiểu để biết được phải làm như thế nào để khảo sát một vị thầy, để nhận một vị thầy và để trở thành một đệ tử tốt. Làm thế nào để nghe được giáo lý mà thầy truyền dạy cho mình, để có thể đi theo chân Ngài và làm theo những gì mà Ngài chỉ dạy theo đúng nghĩa của một đệ tử. Bây giờ, thầy sẽ nói thêm cho quý vị biết về mối quan hệ giữa dòng truyền thừa Longchen Nhiên Thiết và cá nhân thầy. Thầy cũng sẽ giải thích thêm việc dòng truyền thừa đã được trao truyền nhất mạch không gián đoạn tới thầy như thế nào. Nhiều quý đạo hữu ở đây cũng đã biết Lama Sang, tức là thân phụ của ta. Ngài là một trong các vị tổ của dòng truyền thừa. Vị guru chính của Ngài là Đức Dorobchen Đệ Tứ, hiện còn sống và đang sống ở Sikkim. Ngoài ra, tất nhiên là Lama Sang còn theo học nhiều vị thầy khác nữa của mình. Ngài có một vị thầy này cũng thuộc xứ Golok và đã viên tịch cách đây 40 năm. Ngài là một trong những vị thầy chính yếu của Lama Sang. Ngài cũng là một vị đạo sư của dòng Longchen Nhiên Thiết. Vị thầy thứ hai này của Lama Sang không phải là người nổi tiếng, nhưng đó là một vị thầy rất quan trọng. Ngài đã viết rất nhiều nghi quỹ, luận bình giảng cho các pháp tu của dòng Longchen Nhiên Thiết. Ngài cũng là một học giả đặc biệt nổi tiếng là Thông Tuệ. Ngài là đệ tử của tổ Dorobchen Đệ Tam. Tổ Dorobchen là một học giả lớn có thể sánh ngang với Đức Mipham Rinpoche và Đức Tsongkhapa. Tổ Dorobchen Đệ Tam đã nhận giáo lý Longchen Nhiên Thiết trao truyền từ tổ Yamchang Chense và tổ Patrun Rinpoche. Bản thân Patrun Rinpoche và Yamchang Chense lại là đệ tử của tổ Jigme Changwai Nyingku, và Jigme Changwai Nyingku lại là đệ tử chính yếu của tổ sư Jigme Dingpa.
Đó là cách mà dòng truyền thừa Longchen Nhiên Thiết đã được trao truyền nhất mạch không gián đoạn tới ta. Ta đã thọ nhận giáo lý Longchen Nhiên Thiết trực tiếp từ thân phụ là Lama San, từ Đức Dorobchen Đệ Tứ và từ các vị đạo sư khác nữa của dòng Longchen Nhiên Thiết. Thông thường, tại các tu viện Tây Tạng như tu viện ở Golok, thì ai cũng phải trải qua giai đoạn Ngontro trước khi bắt đầu một pháp tu mật nào khác. Cả các vị Lạt Ma cũng phải thực hành pháp tu này để tích lũy túc số 500.000 hoặc hơn nữa. Chúng tôi hành trì dưới sự dẫn dắt của một vị thầy, hay còn gọi là đạo sư, master. Ngay cả khi làm biếng không muốn tu thì vẫn cứ phải tu. Sự khác nhau giữa thầy và các quý vị ở đây là trong hoàn cảnh đó thầy buộc phải tu, chứ không có sự lựa chọn nào khác. Còn các quý vị ở đây thì muốn tu cũng được, mà không tu thì cũng không sao. Lúc cảm nhận được lòng từ bi bao la của Guru thì cũng là lúc ta có được kết nối sâu sắc, mạnh mẽ với Ngài. Sau khi chúng ta quyết định nhận một vị thầy là Guru, thì cần phải tiếp tục làm cho mối dây kết nối đó thêm vững mạnh trên cơ sở phát triển tâm từ bi giữa Guru và đệ tử. Một trong những bài tập về nhà mà người đệ tử phải giải cho được là phải luôn luôn trực nhận được tình thương yêu, tâm từ bi của thầy. Luôn luôn lúc nào cũng vậy, phải hướng tâm tới thầy. Đó là điều rất quan trọng. Sao cho cái mà chúng ta cảm nhận được thật mạnh mẽ nhất trong tâm mình chính là lòng từ bi bao la của Ngài. Lúc cảm nhận được lòng từ bi bao la của Guru thì cũng là lúc ta có được kết nối sâu sắc, mạnh mẽ với Ngài. Khi tụng xong ba lần Lama Chen thì tụng xuống dòng dưới: từ đóa hoa sen của tín tâm nở bừng trong tim con. Khi đi ngủ, ta quán tưởng Đức Bổn Tôn Sư nơi trái tim của mình, trái tim biến thành đóa hoa sen. Trái tim tượng trưng cho tâm chí thành chí tín đối với Guru, vì thế nó là bông hoa sen. Khi chúng ta ngủ, hãy quán tưởng nơi trái tim mình là đóa hoa sen, Guru của mình ở trong đóa hoa sen đó, trong hình tướng của Đức Guru Rinpoche. Sau đó, ngày hôm sau thức dậy, ta lại quán tưởng Đức Bổn Sư của mình từ đóa hoa sen đó đi lên đỉnh đầu và ngự ở trên đó. Ta đã thỉnh cầu Ngài ngự trên đỉnh đầu của mình. Mọi lúc mọi nơi, hãy luôn quán tưởng tới Ngài như vậy, để qua đó thực sự nhận được năng lực gia trì, gia hộ của Ngài. Ý nghĩa của cụm từ bậc hộ chủ duy nhất là như thế nào? Tại sao Bổn Sư lại là bậc hộ chủ duy nhất? Bởi vì Ngài là kết tinh của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bổn Tôn. Ngài chính là Tam Bảo. Ngài là bậc hộ chủ duy nhất. Vì ta đang ở trong cảnh khổ não của nghiệp chướng và vọng tưởng, nên ta thỉnh cầu Ngài ngự trên đỉnh đầu để hộ trì cho ta. Ngài chính là nguồn năng lực gia trì, gia hộ, bảo vệ cho chúng ta thoát khỏi mọi hiểm nguy, mọi che chướng và lực xấu ác. Khi quán tưởng Bổn Tôn thì phải luôn làm đúng phương pháp. Bản tánh là Bổn Sư, nhưng hình tướng là Guru Rinpoche. Nhớ nghĩ tới thầy trong hình tướng Đức Liên Hoa Xanh, quán tưởng Bổn Sư trong hình tướng Đức Liên Hoa Xanh chính là cầu nguyện đến đạo sư Liên Hoa Xanh. Khi đó, chính Đức Liên Hoa Xanh cũng thông qua Bổn Sư ban gia trì gia hộ. Trang 17 dòng cuối cùng có câu tụng: khiến con phát sinh chánh niệm và tỉnh giác. Mỗi khi quán tưởng Guru ngự trên đỉnh đầu mình thì đó là lúc ta phát sinh chánh niệm tỉnh giác. Quan trọng là chúng ta phải giữ như vậy tất cả mọi lúc mọi nơi. Khi giữ được chánh niệm tỉnh giác như vậy, mình sẽ dần tăng trưởng được tín tâm đối với Bổn Sư. Trong lời tụng Lama Chen, chữ Chen có nhiều nghĩa.
hãy nghĩ đến con, hãy lắng nghe con. Cũng có nghĩa là Ngài biết con, Ngài hiểu con, hãy cho con sức mạnh. Khi chúng ta khẩn cầu như vậy với Guru, với Tam Bảo, có nghĩa là ta xin Guru, xin Tam Bảo, các Ngài lắng nghe, ban gia trì gia hộ, ban sức mạnh cho mình. Ta tin tưởng các Ngài hiểu được ta, biết được tâm ta. Khi ta tụng như vậy trong phần bốn niệm chuyển tâm, thì có nghĩa là ta xin các Ngài giúp cho mình chuyển được tâm qua việc tu bốn niệm chuyển tâm. Vậy dòng này có tác dụng đưa tâm mình về vị trí đúng đắn.